Chào tất cả các bác vào phiên buổi chiều nay em nhé. Chiều nay thì em mới cân hàng đi ngủ về được 2 kg. Đó, bác nào chốt đơn nào thì cứ liên hệ qua em nhé. Đây, em sẽ đến đơn hàng đầu tiên là một cái trâu rất là to luôn này. Đó, một cây nhá. Cực kỳ đẹp luôn các bác này, lá xếp rất là đẹp luôn, một cây to này. Cây số 2 này, đó, cây này lá cực kỳ đẹp luôn. Cây này rất là rụt rịt luôn các bác nhá, lá mít nhá. Con này là lá mít cực kỳ rụt này. Cây to lá dày luôn. Đó, cây to lá dày cực kỳ đẹp luôn các bác nhá. Đây, khá là to luôn cây này nhá. Mới là chốt cặp này em để giá là 300k cặp này nhá. 300k con to này, đây là hình số 1. Hình số 2 là đơn trao đời tiếp theo này, một cây này. Cây này lá cực kỳ vàng luôn, một cây nhá. Hai cây này, cây này khá là to luôn. Đó, bản lá siêu dày luôn các bác nhá. Đó, bản lá siêu dày này. Hai cây này. Ba cây này, cây này rất là to luôn. Đó, bác nào chốt ba cây to này em để giá 200k. 200k ba cây to đẹp như thế này nhá. Bác nào chốt hình số 2 cho em. Sang hình số 3. Hình số 3 là em có một cây rất là to luôn. Đây, một cây này. Đó, cây này một cây rất là to luôn. Bác nào chốt cây này em để giá là 120k nhá. Một cây 120k cây to này, lá dày này. Đó, bác nào chốt hình 3 cho em nhá. Hình 4. Hình 4 là cây to tiếp theo. Cây này có một cây có nụ này. Nụ trắng hiếu luôn các bác nhá. Một nụ rất là trắng luôn. Cây khá là to luôn, một cây nhá. Hai cây này, cây này lá mít, bản lá chọc chỉ rất là đẹp luôn. Ba cây này, đó, bác nào chốt ba cây này em để giá là 220k. Ba cây to nhá. Bác nào chốt hình 4 cho em. Sang hình số 5. Hình số 5 là em có một cây này. Cây này bị tép một xíu lá này thôi các bác, nhưng mà được. Cái lá rất là dày, lá mít nhá. Cây số 2 này, đó, rất là đẹp luôn. Đây, cây số 2 này. Khá là đẹp, khá là to luôn. Hai cây này. Bác nào chốt đơn này 200k cho em. 200k hình 5. Hình 6 là đơn hoàng nhạn rời nhá. Một cây. Hai cây. Ba cây. Bốn cây. Năm cây. Sáu cây. Bảy cây. Cây số 7 này rất là to này. Bảy cây. Tám cây. Chín cây. Đó, chín cây hoàng nhạn này em để giá 230k này. 230k hoàng nhạn rời này. Đó, cây này là cây Mitsu luôn nha các bác nhé. Rất là tròn luôn, có được cây Mitsu này. Bắt đầu chốt hình 6, hình 7. Hình 7, cây rất là to luôn. Một cây này, cực kỳ to luôn các bác này. Đó, một cây nhá. Hai cây này, đó. Bắt đầu chốt hai cây to này em để giá 200k này. Hai cây to 200k rất là đẹp luôn, không đổi nhá. Siêu đẹp luôn. Hình 8 là một cây lá to, lá dày mà lá mít. Cây đang nụ nhá. Đó, đang nụ của nó đây, nụ của nó đây. Đây một cây khá là to luôn, lá dày nhá các bác nhá. Đó, lá dày, lá bóng. Đây, một cây khá là to. Bắt đầu chốt con này 200k. 200k hình 8. Sang hình 9, một cây cực kỳ mít rụt rịt luôn. Đó, một mít rụt rịt đây, ngòm hoa của nó này. Nụ của nó này. Không anh. Chắc mai. Cây này lá dạ, cây này lá mít xếp rụt rịt dạ. Dạ dạ, một cây này. Đó, lá mít xếp rụt rịt cực kỳ đẹp, cây to. Bắt đầu chốt con này em để giá 200k này. 200k, đây là hình số 9. Hình số 10. Hình số 10. Một cây này, cây này nụ của nó ra rồi nè. Nụ của nó ra rồi, đây. Lá mít sọc chỉ rất là đẹp luôn, lá mít vàng luôn. Một cây này, hai cây này, hai cây có nụ rồi. Đó, bắt đầu chốt hai cây này 250 này, hai cây có nụ to này 250. Đó, bắt đầu chốt hình này 250 cho em nhá. Rất là đẹp luôn. Đây là hình số 10. Hình 11 là em có một cây lá mít, bản lá siêu dày siêu to luôn các bác này. Cây này đang nụ nha các bác nhé, đang nụ này, nụ lá lòi là nụ xanh luôn. Nó một cây lá dày luôn, cây cực kỳ to nhá. Bắt đầu chốt cây này 200k. Đây là hình số 11. Số 11 nhé. Hình số 12 là một cây cực kỳ to nữa. Đó, cây này cây lá mít xếp ngang luôn, đang nụ, nụ rất là mập luôn nha các bác nhé. Nụ rất là mập luôn này. Đó, cây rất là to. Đây, cây này rất là to luôn các bác nhá, rất là to luôn này. Đó, bắt đầu chốt con này em để giá 200k luôn. 200k, đây là hình 12 nhá. Hình 13 rất là nhiều cây luôn. Đó, một cây này, hai cây này, ba cây này, bốn cây này, năm cây đẹp như thế này. Đó, bắt đầu chốt hình này 200k. Bao chuẩn hàng rừng 4 đôn nha các bác nhé. Các bác cứ yên tâm shop bên em nha. Đó, bắt đầu chốt hình này. Có giá là 200k. Đó, đây là hình 13 nha. Hình 14.
hình 14 tiếp theo. Một cây này, lá mít này. Rất là dày, một cây này. Hai cây này. Và ba cây này. Đó, bắt đầu chốt ba cây mít này, 200k này. Ba cây lá mít đẹp như thế này, 200k hình 14. Hình 15. Hình 15 cặp lá mít rất là xinh luôn. Đó, một cây mít đẹp luôn các bác nhé, một cây này. Đó, hai cây, cây này bao VIP luôn. Bắt đầu chốt cặp này 250 này. 250 cặp mít cực kỳ đẹp VIP như thế này. Đó, hình 15. Hình 16, hình 16. Một cây này. Đó, cái này là nó bị nấm một xíu về các bác thuộc. Xịt thuốc nấm là nó hết nha. Hai cây này. Ba cây này. Cây này khá là to luôn. Đó, cây này cực kỳ khủng luôn này. Đó, nó bị nấm ít thôi. Ba cây này. Bốn cây này. Đó, đây này bốn cây to này. Bắt đầu chốt em để giá 120 này. 120k thôi. Đó, đơn to này. Đơn này là bị nấm thôi về các bác. Xịt thuốc nấm nhé. Và nó hết nha các bác nhé. Hình 16. Sang hình 17. Một cây này. Đó, hai cây này, hai cây to này. Hai cây châu to này, vẫn là chốt hình 17 này, 200k này. Hai cây châu to nhé, 200k. Hình 18 là một cây cực kỳ khá là to luôn, rất là xịn sò luôn này. Đó, cây này thì đây, cây này nó bị xem xém lá một bên này nhá. Nó nhiều lá quá các bác, nó nặng quá nên nó bị lòi ra một cái lá. Đó, cây này 1 2 3. Ba cặp lá này, bản lá siêu to luôn. Cây lá xếp bao đẹp luôn. Mất nó chốt con này em để giá là 280k con khủng này nhá. Con khủng này 280k. Đó. Rất là đẹp luôn. Đây là hình 18. Sang hình 19. Hình 19 bác nó hỏi châu giống em có luôn này. Đó, em có châu giống luôn. Nhưng mà châu giống mít nha. Một cây. Hai cây. Ba cây. Bốn cây. Mít đẹp luôn đấy các bác. Năm cây. 6 cây, 7 cây, 8 cây, 9 cây, mít giống lớn nha, 10 cây, 11, 12 cây, bắt đầu chốt hình là 300k cho em này, chưa tới 30.000 một cây đâu, đó, hai mấy nghìn một cây thôi, 12, 13 cây gì đấy, toàn lá mít, bắt đầu chốt đơn này em để giá là 300k, 300k hình 19, hình 20, hình 20 nha các bác. Hình 20 em có đơn thân dừa. Đơn thân dừa đẹp luôn này. Một cây này. Cây mít thân dừa nhá. Quá VIP luôn thân dừa này các bác này. Về các bác có thể kích ra cái con. Cái mấy cây này nó già rồi nhá. Cây số 2 này. Thân dừa số 2 này có nụ rồi. Được toàn là cây lá mít không lỗi các bác. Toàn cây đẹp. Đó. Cây số 2 này. Cây số 3 này. Đây cây nụ của nó này. Thân dừa nụ ra hết rồi nhá. Khi nào mà nó ra hết nụ là các bác có thể kích ra được cây con hết. Cây số 4 này. Đó, 4 mít thân dừa bắt đầu chốt đây này em để giá 250 nhé. 250k đây này nhé, hình 20. Sao hình 21? Hình 21 nha các bác nhé. Một cây mít này, như mít su luôn, lá dày lắm, cực kỳ đẹp. Hai cây này, đó, bắt đầu chốt cặp này em để 300k này. Rất là đẹp như mít su luôn, lá tròn, lá ngắn mà lá dày. Đó, bắt đầu chốt cặp này, 300k hình 21. Hình 22, một cây khá là to luôn, lá mít rụt rịt luôn các bác này. Đó, siêu rụt rịt chưa, đẳng cấp chưa, rất là đẹp này. Nó siêu đẹp luôn các bác này. Rất là rụt luôn, 1, 2, 3, 4 cặp lá là các bác biết rồi. Siêu rụt rịt, cực kỳ đẹp, cực kỳ khủng luôn. Bắt đầu chốt con này em để giá là 500k con này nhá, 500k. Đó, con khủng này. Bắt đầu chốt hình 22, 23. Con khủng tiếp theo, rất là đẹp con to này. Đó, con này lá mít, cực kỳ rụt. Lá mít rất là đẹp, lá mít chỉ thiên này. Rất là đẹp luôn. Nó cây to, cây lá mít rụt rịt luôn các bác này. Thế nó mọc rất là đẹp. Đây, về các bác trồng thế như thế này. Bắt đầu chốt con này 500k tiếp theo. 500k tiếp theo. Đó, bắt đầu chốt hình 23. 24. 24 nha. Cây lá mít này. Một cây này. Đó, mít siêu đẹp luôn. Hai cây này. Ba cây này. Đó, lá mít vàng. Cây này có nụ này. Bốn cây này. Năm cây này. Đó, bắt đầu chốt đây này. Năm cây này. 200k. 200k hình 24. Đó, hình 24 nha. Sang hình 25 là một cây hoàng nhạn nhé. Một cây hoàng nhạn cực kỳ đẹp luôn, cây to nha các bác. Cây này là các bác mang về chơi này. Đó là các bác bón phân đầy đủ là cực kỳ xanh luôn. 1, 2, 3, 4, 4 cặp lá. Cây này là nó ở chỗ nắng này. Nên cây thứ nhất là cây nó ít lây bệnh. Nó ở chỗ nắng và cây cực kỳ khỏe luôn. Đó, nên cái này là nó chỉ bị vàng một lá thôi. Vàng mấy cái lá này thôi. Nó chỉ vàng lá nhưng mà không có bệnh nha các bác. Nhưng mà về các bác sẽ chăm sóc cây này. Các bác mang về
trồng là các bác sẽ nhìn cây này bao đẹp cho các anh chị luôn. Bắt đầu chốt con này 4 cặp lá này 200k cho em nhé. 200k, đây là hình 25 nha. 25, 26, một cây này lá mít cực kỳ đẹp luôn. Bản lá này rất là to luôn này, rù rịt nha các bác nhá, rù rịt. Cây này là 3 cặp lá, bác nó chốt con là 100k. 100k hình 26. 27 là một cây khá là to luôn Hoàng Nhạn này, rất là to luôn các bác này, to hơn mấy cây kia hồi nãy. 1 2 3 4 cặp lá nhưng mà nó to hơn cây hồi nãy nhá. Đó, rất là đẹp, thế nó mọc này, cực kỳ đẹp luôn. Bắt đầu chốt con này 250 này. 250 con này nhá. Với hình cuối cùng 28 là một cây trâu mít cực kỳ đẹp luôn. Đây nụ của nó này, nguyên bản này. Đó, con nguyên bản bắt đầu chốt con này 250 này. 250k, đây là hình cuối cùng của em phiên chiều nay nhá. Toàn trâu đẹp, bắt đầu chốt đơn nào thì cứ liên hệ qua em nha. Em xin chào tất cả các bác, chúc các bác một ngày vui vẻ nhé.